là 200 hạt hả? Đó, còn cái sao? Lấy cái nệm đi. Lấy cái ống đi. Cái ống chải ra. Chải cái ống, mỏng luôn. Mình thấy một lần nữa ha. Dạ. Bông nó cũng sạch. Chải 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 giống nè. Ê quên, chải chiếu nè. Cái gì áo quá vậy ta? Là như mỏng hơn lần vậy ta? Thứ một à. Mỏng hả? Thứ một à, thứ lúc trước. Chỉ có mùng này dễ dẻ hả? Mùng nhỏ nhỏ hả? Mùng bự quá, văng ở vườn ống nhỏ, văng ở vườn. Mùng dẻ. Ôi mùng 7, 8, 8, 9, 10, 100 không á. Đâu lấy một cái đi cô. Giờ hôm nay mua, em mua hai cái mùng mà đặt đó. Mùng ta mai đó, tới 250 ngàn bự quá. Nhớ giấu con dừa. Nếu cái dừa ống chỗ dừa ống nhỏ. Này mấy sáu. Mấy sáu. 70 ngàn, cũng bình thường thôi nha. Xài cũng được. Đấy là thưa dữ không? Thưa bình thường mà. Nghe cô đứng mũi vô không? Nè chắc mũi không vô được thôi nha. Vậy gì mùng là mũi vô sao bán? Trời ơi thằng trên xe hôm đó bán gì đâu có 30 ngàn không thấy nó mũi vô được chứ. Ba cái 100 á. Ba cái 100 ngàn hôm nhỏ em vô mua nó cái mụn đó mà ngủ gì trời. Không có mau chạy nữa. Cái nó mụn gì mà nó cứ gỉnh cái mũi đen vô được. Mũi tím tím nó bán mũi tím tím. Vậy cái này cũng không bự đâu ha. Dạ, vừa văn. Vô giặt ẩm không thiết mấy. Mùng tới mai thì nó bự quá à, chứ nó vừa. Này không có bự không? Được rồi. 70 ngàn. Còn con cái mở bé à? Này mùng này cũng không lấy nhiều lắm. Hỏi ta hỏi ta một chỗ trong ngoài này nó chặt. Nên nó ngủ mùng này cũng được à. Tôi mua hôm đó mua mùng đặt mai 200 mấy 250 gửi thì nó tốt hơn đỡ vậy ha. Xếp dùm tại cho nên nó hẹp quá vậy bà. Giờ mơ giặt mà không nhặt ăn cho mình ơi, nóng ngủ mình ơi nữa. Ủa gì ăn thật nó đi đâu ta? Điện không được cái bao mà không biết sao có nhà không thì khi hết pin. Tôi đi về tôi đi hôi hụi đi ngang rồi coi. Dạ. Đi ngang tôi kêu nó chạy đi ha. Xài cũng được. Để, nó ngủ. Vừa quá rồi cả này chưa lấy đồ. Dạ thật nó kêu mà. Lấy đồ xốp mà dài với quần dài á. Cái đỉnh quần cục. Đi mở chơi về đi khu hủi. Về cái bà hổm còn 200 ha. Yeah. Nhưng mà cái này 200 cái đó 207 đó. Là 470. 470. 470 giờ trả 100 đi. 100 còn 370. 370. Đâu đây. Thôi vậy nào. Con Chính hỏi mày có đồ bộ lỡ lỡ. Chính nào? Dâu bà này nè. Thôi tao về mua đồ bộ, tao mua bộ đồ đi đám này. Mà lựa cho tao bộ đồ coi. Đi đám đâu nữa? Đâu? Đi chiến mua bộ đồ. Đồ không có mua đâu. Đứng không đồ chi tu biết đâu, tôi không có mua cái gì mà ní mới cho không? Cái kia. Dập ly mới không thấy bụng nó giả khùng quá. Tao có bụng giả gì nó đâu mà. Nó sao không? Nó nửa không bụng. Hôm nay hết. Đây tao kiểu đẹp đẹp không nè bạn. Sang nữa. Đời nào theo đời nấy chứ cứ làm cái đời xưa hoài rồi đi ra người ta bạn dập ly mình rồi bạn chi tiền. Tối hay sáng bộ mày đang cầm đó được đó này đó hả? Không có dưới đó đó. Cái dù bây giờ thấy không ông Chinh nó mua tối tối con bạn nó trắng đẹp còn mình đen cũng vừa vừa chứ đựng sáng quá mà cũng đựng tối quá thế vậy thì sao mua không thông phấn đồ lên cho con không có đầu kia hả được không mắt thì có được biết không hút sao sao à, xấu thì bộ đồ nó giống xấu quà cũng vừa nó câu hay tự ái không vậy chứ bộ đồ nào đi xuống đây không lẽ mua chắc lè ông kẹo bà đó chứ ở nhà tao bữa nay cũng không có tiền trả luôn để lấy đây
tiền trả đi giờ cái đi hàng ngày mà lo về hàng tháng mà tháng nào nó cũng có hai lần. Cái bộ đó sao sáng vàng đó, coi đi coi chứ đừng hỏi nữa, tao nhìn coi nó bự bự à, này xuống ăn rồi bự nữa. Ô bự con cái đầu đại đó. Tao mới mày lấy cái bộ đó đi, nó rẻ à, tao hai triệu mấy tiền điện là tao cũng rung đâu rồi mua gì. Ở đây lớn nè. Nó đóng điện cái mà cố. Ở đây cũng lẫn nè. Ở này cũng lẫn nè. Thôi mấy cái này nó đẹp. Nay chỉ coi rồi thích cái nào. Ừ, tao mấy năm tao cũng không mua đồ. Tao coi cái đại bộ này đi. Màu đó coi được được đó, còn muốn lấy màu nào nữa thì lấy ai biết. Chiếu gì hộ vậy ta? Chiếu mày. Chiếu nó chảy khỏi ấy đâu, khỏi nền móc đụng em mình để mua chiếu cũ thôi, chiếu gì mỗi lần đó cho bữa ngàn chiếc nó móc thấy mẹ ăn mưa này. Cái này móc không mẹ ha. Chiếu này chảy chệt chứ gạch ngủ được nè. Cho tới đâu có móc đâu. Mày nó lấy luôn hai bộ chị ơi, cũng đẹp. Đưa đưa cho chứ lỡ ra đẹp ha. Ờ nó bị khủng hoảng kinh tế quá mày ơi. Ai khủng hoảng chứ mày đâu có khủng hoảng. Coi là chết đâu khủng hoảng. Sắm lần đi đi đâu đồ đi ta sắm đồ đứng đồ tay đồ đó không sao. Mà sao cái cũng vậy à, nè cái em bông này nó còn nhỏ hơn. Bộ này cũng được, bộ đó cũng được. Nè, muốn lấy bộ nào, ta thấy bộ nào cũng đẹp chưa? Đẹp quá mà không có tiền. Ở dưới này mày có bán cái đồ mà cái xào máng áo không vậy? Ờ, áo hả? Ờ, à, có mà ai dặn mà cái đen. Không hả? Tại cái đó lâu lâu mới có người hỏi á. Ừ. Còn bà gì mày lấy bộ nào? Được, không lấy mày nữa, muốn không lấy được không? Mặc có được không? Được. Má mẹ. Còn 9 bộ nào? Cái này nữa là nhiêu cộng là coi trời. 9 200 đây là 508 507. 507 bộ này cũng 109 hả? Ừ. Mà lửng mà chín đất nó cũng 109 hả? Dạ thôi khúc này giá hơn kia đi. Đó kia mà lấy bộ đồ dài đi đẹp không chứ? Ừ. Khi nào có tiền quá chợ đồ đồ quá xuống đây bởi vì biết mai biết đồ đi xuống đây thấy đồ tao xuống tao mua nấu lá bởi vì mua đi tao lựa cho về mặt ai chê tao chịu cho ai chê tao chịu. Ừ. Trên cái tủ ấy mình còn ly uống trà không Vĩnh Chính? Còn đũa này nó ngay ra nó cong không mày để thôi tới đám đi mua mà hỏi gì chứ rồi nhà trong trong cái tủ thôi không có mua đũa vuông này, đũa vuông này nó đen thui không bao lâu rồi nó đen đâu có nó xài lâu lắm đó đâu vậy của tao mà tao mua cũng đó đó rồi sao mà tao khui ra nó đen thui rồi là mua của ai tao của mày hay của ai mua năm chục tới đám nó mày mua đồ đồ xài cái này có loại màu đen nữa nha nó tao sao nó đen nâu nâu nữa nha nó nâu nâu nó xấu thấy mẹ luôn à này nặng gần trăm vậy 90 một bó vậy đó 90 nặng 108. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của ghe hàng Vlog. Bữa nay thì mình chuẩn bị nấu cơm chiều nè. Ngày sáng mua được con cá ngát. Thì mình sẽ khô tiêu với mớ dưa hấu non với hậu qua nhỏ nè, mình sẽ luộc, mình chấm với nước cá. Tại dưới miền Tây của mình đang bão cái nha, cho nên mưa là từ hồi sáng tới giờ luôn. Bữa nay mình đi bán cũng chậm nha, tại vì đi thì mình phải nghỉ lấy gai á. Khi nào mưa lớn hoặc là gió lớn quá thì mình nghỉ. Giật này thì chỉ mới 3 giờ mấy thôi. Mà trời tối đó, mình tranh thủ mình ghé lại đừng mình nấu ăn sớm. Cái chậu trắng trắng một lon ngồi đó mình đang lót cái miếng alu. Đang mình ngồi cho nước mưa trên đây nè. Đừng có chảy xuống. Trời ngồi vẫn còn đang mưa lâm râm. Cá ngát này thì mình mua nó nguyên con nữa nha. Tại vì mình kho thì mình sẽ lấy cái khúc bụng kho được. Còn lại phần đầu thì hôm nào mình có cái gì ngon đó mình sẽ nấu chua. Ừ, đậu cá ngát bên chua cũng ngon. Ừ. Trừ lại khúc đầu và khúc đuôi ha. Ừ. Giờ mình sẽ ướp cá nha. Cho một muỗng đường, bột ngọt với nước mắm với hành phi, hành tím nè với hành tiêu. Trộn đều lên cho nó thấm đều cá. Ướp khoảng 15-20 phút vậy đó, cho cá thấm thì mình sẽ bắt lên mình kho luôn. Rồi cho cá thấm lần mình kho thì mình sẽ quay mình gọt dưa hấu trước nha.
hấu chứ giọt dưa leo ở hôm qua. Hôm qua mình cắt bỏ phần này hai đầu à, là mình luộc được rồi. Tại vì hôm qua này là hôm qua non. Cái phần dưa hấu non này của mình thì mình gọt bỏ phần vỏ ngoài vậy nè. Xong cái hồi mình luộc thì mình chẻ lập hai á, luộc cho nó mau chín. Dưa hấu non này thì cũng dễ ăn, mình có thể xào cũng được, nấu canh hoặc là mình kho, kho lạc á, kho với cá này, thịt. Dưa hấu non này cũng dễ ăn, mình có thể xào hoặc là nấu canh hoặc là mình kho lạc với chung với cá, ăn cũng ngon. Nó đều ăn ngọt, dưa hấu này thì ăn ngọt. Mình thì ướp nãy giờ cũng được 15 phút rồi. Mình sẽ bắt lên mình kho luôn nè. Mình sẽ chế miếng dầu lên mình thử nước màu. Đường của mình cũng lên màu được nè. Mình sẽ cho miếng hành cho mình thử cho thơm. Mình sẽ cá đi. Để cá vô thì mình chở vài quận cho nó thấm đều á. Cái mình cho miếng nước vô luôn. Cá của mình nước cũng gần cạn thì mình chở đều cho cái phần cá, thịt tha cá thấm hai mặt cho nó ngon. Chở sơ cái mình cho hành với ớt vô luôn. Cho hành chín thì mình nhắc đó. Mình cho để miếng tiêu nữa. Phần dưa hấu này thì mình sẽ chẻ ra cho hồi mình luộc cái mau chín. Chẻ làm hai thôi chứ mình chẻ nhỏ quá thành ra không ngon nữa. Nó mất đi chất ngọt. Mấy cái khổ qua mình để đi luôn kìa. Khổ qua non. Để nguyên. Để nguyên luôn kìa. Để nguyên trái. Cái phần dưa hấu hồi mình sẽ luộc trước. Luộc trước xong mình gắp ra dưa hấu ra mình luộc khổ qua. Sợ dưa hấu nữa, khổ qua nó ra cái nước đó, nó đắng cái miếng dưa hấu. Nước sôi nè, mình sẽ cho vô một tí muối. Luộc thì mình lấy muối là được rồi, mình sẽ cho dưa hấu vô luôn. Cái này chiều mình có làm cái gì chấm thêm không ta? Cái này hả? Hay là mình chấm chung với nước cá? Mình chấm nước tương hoặc là... Là sao? Hay là chấm nước cá cũng được. Nước cá thì mình kho khô quéo thì nó cũng còn ít nước. Dưa hấu mình luộc thì mình sẽ chở bề lại cho nó chín đều hai mặt nha. Cái này chắc chưa chín đâu ha. Chưa. Dưa hấu thì nó lâu chín hơn bầu. Ừ. Rồi cái ăn cái nó giòn hơn bầu. Về Úc Loan có chuẩn bị chén nước chấm. Nước tương. Tương mình pha chung với chao cái nha. Rồi cho thêm xíu đường, xíu bột ngọt nữa. Cho chao với nước tương của mình nè. Nó bớt mặn. Chao môn này nó không ít mặn. Nấu mình thì cũng chín nè, ghim lủng rồi nè. Giờ mình sẽ gắp ra là mình luộc hôm qua luôn.
Cái này mình luộc nhìn nó không có thay đổi mấy nha. Cũng còn xanh giờ ha. Ừ, cũng ghen vậy. Thôi khi nào mình ăn mình sắc thêm quá, sắc mỏng ra. Ăn mình sắc ra. Giờ mình sẽ cho hủ qua luôn. Lỗ hủ qua thì mình cho thêm miếng bột ngọt cho nó bớt cái độ đắng của hủ qua. Cho nó bớt đắng. Như vậy, chừa bớt lại anh ta không hết. Thì trở về mấy trái hủ qua là cho nó chín nhiều. Nó cũng gần chín rồi. Hôm qua này chắc ăn đúng đắn, không phải ngon. Cái này ngồi đây nghe cái mùi ngay như thuốc bắc. Nhưng mà anh chấm, lấy chấm ăn ngon. Ăn đắng được là ngon. Chút nữa mới chín. Tí xíu, cho nó mềm tí xíu. Hôm qua mình chắc được rồi đó, mình tắt bếp mình gấp ra. Cũng vừa nước luôn. Đây cả nhà, thì chiều nay mình nấu cơm rồi nè. Bữa nay mình có ba cái khổ qua dưới dưa hấu non á, mình luộc. Ăn chung là bên đây là cá ngát, mình kho khô nha. Dưới bên này mình có chén chao. Chao này mình pha dưới nước tương á, ăn cũng ngon lắm. Đây mời cả nhà ăn cơm với hai chồng mình nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Chắc này chắc tầm 5 giờ. Cả 5 giờ. Ừ, mát cũng bớt mưa rồi. Cá này hấp dẫn quá. Thịt cá mềm, béo, thơm. Cá kho như vậy chắc không tanh ha? Không tanh. Cái hấu thì còn giòn nhẹ, ngọt mà thơm á. Ăn thử khổ quà đắng chứ. Nước chấm nước cá. Ừ, nước cá thì nghe mình kho cũng còn sình sạch nè. Cũng còn đủ quét được. Ừ. Nó qua đúng đắng nhưng mình chấm vô với cá vậy nè. Ăn nó vừa ăn mà nó bớt đi cái độ mà cái vị đắng của nó. Cũng đỡ hơn nha. Hôm qua chín vừa tới nó còn hơi giòn giòn thôi, không chín quá. Hôm qua này non là đắng dữ thiệt. Khổ qua mà khổ qua non là chấm đắng luôn. Chấm dưa hấu với miếng cá kho. Cái nồi cá kho này mà trộn với cơm ăn với quẻ nồi cơm. Ồ, miếng cá ngon. Nồi hấu luộc đúng ngọt, ngon quá. Ngon nha. Ngon. Cá mình sẽ cặp chung với cơm. Chà, béo dữ không? Béo. Cái phần bụng con cá béo cực kỳ luôn. Mình kho mình để người lớn ăn không? Mình để hành với ớt. Nhiều chút tiêu, nhiều chút ăn nó thơm, nó nghe thơm nó hết mùi tanh rồi. Dưa hấu thì giòn, ngọt. Còn hủ qua thì chưa ăn hủ qua không chấm. Chấm chào. Bớt đắng ha. Chấm chào ăn cũng hợp quá nè. Phải chấm cái cá hơn nè. Chút ăn lần bụng mới ngon. Đây có ăn miếng này. Có ăn miếng này. Béo. Cá này ngon như cá chê ra đồng mình nha. Ừ. Cá chê vàng hồi xưa. Thật dẻ mà nó mềm ha.
béo. Giờ trên mình thì ít khi nào có cá chê độc, hiếm lắm, lâu lâu mình đi chợ mới gặp được lần. Cá chê đồng là cá chê vàng, cá nó nhỏ nha, nó nhỏ gọn gọn, những khi cũng có cá bự cá nhỏ cũng có, còn nó vàng. Bây giờ đa số đi chợ thấy cá vàng lai không, cá chê vàng mà vàng lai. Mấy cái đó ăn sẽ tầm hơn cá kia. Nhiều khi mình không biết mua, mua đúng cá nuôi. Cái loại cá ngát này y ăn cá chê với mình. Ăn nha kỹ hoa, múc đậu đắng thiệt mà hồi ăn nha. Có hồng ngọt nha. Sao đậu cũng gì, mới ăn thì đắng nhưng mà ăn hồi có hồng ngọt. Chiều nay bớt mưa. Ngày tối á, buổi tối ơi dông. Cái củ hoa này là người ta tiễn ra hay sao nè? Tiễn kiểu như trồng nhiều quá, một chùm nó nhiều trái. Tiễn bớt cái hấu này cũng tiễn nữa nè, mấy cái non non là non tiễn, là bớt. Tiễn rồi đừng chừa cái nào, đừng cho nó đậu cho nó bự cho nấy ra. Cho nên người ta mới có bán non, cái trồng mà người ta đem đi bán non người ta đâu có nhiều ký đâu. Củ hoa này người ta bán đem nhiều ký à? Mà nhiều lắm, cũng kiếm dưa leo. Dưa hấu hả? 20. Dưa hấu 20. Khô qua 25. Mà thường cái nào non là nó mắc tiền hơn cái mà nãy á. Giống như bắp non vậy. Cái non là bán mắc hơn bắp chín, bắp trái mình á. Cái bự á. Mũi. Mưa hơn mũi ra sớm. Nào bữa đám dỗ nhà mình mua 50 ngàn ký á. Bình thường có 30-35. Ốc non mình nấu đồ tương rồi nha, cho ngọt nước. Ốc non làm gì cũng ngon. Xào, luộc, nấu canh, ngọt, thơm. Cái này ra như bí đao luôn. Mình giống bí đao ha. Mình bí đao nó ăn mềm hơn. Nó không giòn bằng hủ qua. Không giòn bằng. Mà bí đao nấu canh có hậu chua. Năm giờ. Đây là phát hành. Chiều ăn hai chén cơm mà nó ăn ba cái đồ luộc này. Bánh gà hôm qua này đâu rắn bằng sầu đâu lên ha. Ừ. Ủa như hôm qua non thì mình làm được gì nữa không ta? Chứ luộc, thường là thấy luộc rồi. Luộc rồi chứ làm gì vậy? Nấu lạnh. Đâu xào được phải không? Thường ta luộc. Tại trái nhỏ quá. Nấu canh. Ít thấy á.
với lại biết làm nhầm ta kho á. Ta kho tương á. Ôi mũ dữ rồi. Đậu kế mấy đám lá nè. Mũi mấy lá nè. Mũi dí nè. Chích ngứa tay nè. Hết cái gì á. Chắc chưa? Có ít rồi. Ngon, chấm chào cũng mặc nữa. Mà chấm với nước cá cũng vẫn ngon bình thường. Vậy cả nhà em. Thế có lẽ mình sẽ kết thúc clip đấy luôn. Cả nhà có xem được clip của mình á, đừng quên cho mình một like, xem như đăng ký kênh nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau.